một cái món quà anh muốn dành tặng em và hãy làm vợ anh. Nè đây, chào bạn. Chào chị Trinh. Rồi, bạn Thành Long đúng không? Dạ. Chị biết về em sơ sơ rồi mới dám gặp em, nhưng mà thôi mình tự giới thiệu nhiều hơn đi. Em là Thành Long, em đến từ Bắc Ninh và công việc hiện nay thì là em là giáo viên thanh nhạc nhà hát quân đội ạ. Thật ra thì em vào đây công tác ấy thì không xác định là ở đây lâu không? Chỉ là định mình muốn thay đổi không khí, không hiểu thử hả? Rồi thì sau khi chị tham gia chương trình cùng Nga thì có gặp Nga thì em có quyết định là ở lại Sài Gòn luôn. Ồ, quá tuyệt vời. Có thể gọi cái cuộc thi đó chính là nơi để bén duyên của hai bạn đúng không? Dạ, được chính xác luôn. Thế ấn tượng đầu tiên của Long là Nga như thế nào? Em thì hôm đó đi qua quận 5 á, thấy cái băng rôn thì mình nhớ ra là đang có cái chương trình này, hôm nọ mình đọc trên Facebook, cũng không có ý định đi thi. Tình cờ quá ha. Đó, xong rồi là thấy thì mình vô thì lúc đó cũng là buổi chiều rồi, cũng muộn rồi, cứ nghĩ là hết rồi nhưng lên thử chơi thôi. Thì cái buổi casting luôn. Đúng rồi, đi cast thì cắt đơn ca thôi. Nga cũng vậy, nhưng mà chương trình lại yêu cầu là đang cần một đôi nam nữ song ca. Khi vào vô thì em có gặp một người bạn của em, anh mới kéo em ra bảo có một cô bé này đang muốn hát song ca nè. Thế là em chưa cast một tí gì luôn thì vào cast song ca luôn. Thế cái ấn tượng đầu tiên gặp Nga cái em có thích không? Em chưa có ấn tượng gì sâu đậm lắm, chỉ thấy là có vẻ là dễ thương, đáng yêu theo kiểu con nít thôi. Lúc anh em tập với nhau á thì nảy sinh nhiều tình cảm, nó quan tâm đến nhau mệt mỏi như nào, bởi vì là bọn em tập rất nhiều để chuẩn bị cho nhiều tuần luôn. Đúng rồi, như là 8 tuần đấy ạ. 8 tuần, dạ. Là 2 tháng. Dạ đúng rồi. Để mọi sự thay đổi. Wow. Mọi người thì vẫn hay hồn hai đứa là hai đứa mày nhìn thấy đâu nó yêu nhau đi. Thì em nói với mọi người là trời ơi cãi lộn hoài à, còn sức mày tao đấy ngày xưa. Cái lúc nào là cái lúc mà tự nhiên mình thấy mình thay đổi suy nghĩ về cô gái này? Trong cái thời gian tập thì em đã thấy cái sự quan tâm của Nga đến em cũng nhiều. Cảm động như này là Nga biết em ở trong này một mình, cũng chả có người thân gì cả, cũng tự lập. Và mọi cái thì em đều phải tự lo hết. Thì thấy kiểu tội nghiệp hay quan tâm, phải cơm nước cho em. Cũng Nga có dễ thì cảm động mấy cái đó quá ha. Có đồ ăn gì cũng nhớ. Rõ ràng hình như cũng có ý rồi. Cái này thì em nghĩ là không đâu, người Nga chỉ quý em cũng như người anh trai thôi. Em thì bây giờ thì có cảm nhận là trong cuộc thi là mình cũng có hơi thích, nhưng mà tình cảm nó bùng phát nhiều hơn là sau cuộc thi. Bạn thì chủ động tạo ra cơ hội để gặp Nga hả hay sao? Sau khi cuộc thi thì tụi em có rủ nhau đi Đà Lạt chơi. Hai người? Không, nhóm ạ. Okay. Hai người bạn em thôi. Buổi chiều hôm đó bọn em lên vườn tổng cẩm tú cầu thì Nga mới bị cái hoa cẩm tú cầu nó bị vào người, bị ngứa. Hôm đó có đeo một chiếc nhẫn, bắt đầu Nga mới ngứa tay quá thì Nga mới tháo nhẫn ra, xong lúc đứng dậy là rớt luôn, lúc về nhà cũng chả biết là mình như đó. Xong đêm hôm về mệt quá nghỉ xong là thấy mất nhẫn mới gọi điện cho em, nhưng mà Long em bị mất nhẫn rồi, mình không biết ở đâu. Mấy giờ là bạn quyết định quay trở lại? 3 giờ sáng á. Ua, là 3 giờ sáng quay trở lại đất tiền. Đúng rồi, cái nhẫn này nó cũng quan trọng, bởi vì nhẫn của má Nga tặng Nga, nó là một kỷ niệm rất quan trọng với Nga này. Nếu mà mất thì mà đi chơi như này thì thật ra có trách nhiệm của mình. Nhưng mà thứ hai là nó cũng, nếu mà mình quyết định luôn và nhanh lúc đó thì có thể còn có cơ hội. Bọn em trong bụng nghĩ là ở đây vắng này thì sợ người ta lừa đấy, cũng nói chuyện với Nga chứ là đừng có khoe là mình có cái đồ gì, đi tìm cái gì nhé, chỉ nói là đi tìm đồ thôi. Đúng là nhiều kinh nghiệm. Vào trong vườn cẩm tú cầu á thì chả có ai ở đấy cả, cổng thì đóng, người ta cũng xây tường cao 2-3 mét gì đó. Em bay vào em tìm dạ. Em leo cổng vô hả? Cái hàng rào B40 đấy. Wow. Em mới bật flash lên thì cái nhẫn nó có cái hột đấy, em chiếu vào nó sáng, nó lóe lên thì mình thấy. Trời Nga, ơi, Nga, tình yêu luôn. Nga mừng quá, Nga ôm chầm lấy em, với em bất ngờ. Rất là lãng mạn luôn á. Rồi đó, xong rồi khi đi về đến tìm được nhẫn rồi, đi taxi về đến để về phòng nghỉ ấy. Thì bà Nga này, bà này mệt quá, bà nghỉ, bà cũng dựa luôn vào người, vào vai mình. Khi ngủ với mình thấy cô bé này vô tư. Rồi nó, Nga thì một con người thật cực kỳ vô tư và không có sự tính toán rồi đề phòng gì cả. Rồi sau đó thì vào Sài Gòn thì tối nào cũng đi chơi với nhau. Và em có đi dạo trên một cái hồ ở bên Phú Mỹ Hưng. Thì bắt đầu hôm đó em tỏ tình. Rồi lúc đó em nói gì? Em nói gì với Nga nhớ không? Thì bây giờ mình yêu nhau nhé thôi, đơn giản vậy thì cũng không có lời gì văn vẹn hoa văn cả. Tí nữa tôi sẽ hỏi cô đó là cô đó đã trả lời câu gì nha. Trong tình yêu có cái ngày nào làm cho em buồn không? Trong tình cảm thì em với Nga thì thật sự là không có gì mâu thuẫn mà để đến nước một vài bó buồn.
Cái điều buồn là em là phải sống xa nhà. Mà em là người con trai đó. Trong nhà thì em là lớn đó. Vì bố mẹ thì em thì không muốn em sống xa nhà. Mẹ cũng hay gọi điện vào thủ thỉ rồi cũng kêu buồn đấy. Là không muốn con lấy vợ xa. Nên là ngày xưa bố mẹ em cũng hơi gay gắt về cái chuyện là lấy vợ xa. Và bây giờ cũng đỡ rồi. Nhưng mà sau khi gặp má của Nga nói chuyện về nhà em ấy thì cũng nguôi nguôi rồi. Vì thích cô gái này. Và bởi vì Nga là một người rất năng động và tình cảm. Ok, rất là cảm ơn Long đã chia sẻ về câu chuyện của mình. Thật là lãng mạn, thật là dễ thương. Và bây giờ sẽ làm một cái chút lắc léo bí mật từ chương trình này. Mấy cô chút xíu nữa sẽ gặp Nga, trò chuyện với cô ấy. Nhưng mà bạn theo dõi và lắng nghe từ đầu tới cuối một cách bí mật. Em cũng muốn biết được cái suy nghĩ của Nga. Bởi vì là có những điều mà Nga cũng muốn nói với em lắm. Nhưng mà đôi khi có chưa thể Nga chưa dám nói. Rồi bây giờ được gặp cô gái rồi. Bạn... Em chào chị Ánh Nga. Dạ vâng. Chị là Miko Lan Trinh. Dạ em biết. Nay em đẹp. Chị cũng đẹp. Chị em không có được gì mà đẹp. Mà hồi nãy giờ trước khi mà bắt đầu quay thì chị em chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút xíu. Thì thấy Nga cũng rất là hoạt ngôn. Vậy thì ngay cái ngày đầu mà em gặp anh Thành Long. Dạ. Em cũng y chang vậy hả? Dạ đúng. Em thì cái tính em hồi xưa giờ vẫn như vậy. Nhưng mà mình nhây với đàn ông á, nhiều khi nó dội. Cũng nghĩ vậy không? Nhưng mà thật ra ông Long này lúc đầu thì em rất là không ưa. Cái ấn tượng đầu tiên em gặp ông là em đã không có được ưa rồi. Tại vì nó hơi xíu thôi. Là em không có thích trai Bắc lắm. Tại vì em cứ hay bị ám ảnh trong đầu là trai Bắc sẽ rất là gia trưởng. Nếu mà yêu chơi ok, nhưng mà nếu mà yêu thì em sẽ không chọn. Thì đối với em hồi xưa giờ em bị một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Đó là những người đàn ông mà cầm mic hát là sẽ không mang. Đàn ông mà cầm mic hát là sẽ không mang. Em cứ nghĩ là những người đàn ông hát thì nó sẽ không như này nè. Cho nên là thứ nhất là mình đã xem là chị em từ lúc ban đầu rồi. Tức là mình... Hiểu luôn. Đâu rồi, không có sự đề phòng. Không có sự đề phòng, đúng. Mình hoàn toàn rất là cởi mở với anh Long. Và một phần nữa là... Ôi, chị sorry cắt lời em. Tại vì chị nhớ lại cái khúc hồi nãy ảnh nói là em rất là ngây thơ, không có sự đề phòng với ảnh. Thì bây giờ chị lại nghe, chị thấy có mùi giống như là em khua ảnh, em tán ảnh. Không hề. Em nói xong chị mới hiểu, thì ra em tưởng ảnh bóng. Thì ra em tưởng ảnh bóng. Đúng rồi, thì em tưởng là không có thật. Thì em hoàn toàn không đề phòng, với lại em cũng không nghĩ là em thích ảnh đâu. Nhưng mà bởi vì có một cái quá trình tụi em tiếp xúc với nhau. Thì tụi em cùng tham gia một cuộc thi. Thì huấn luyện viên của tụi em là anh Quang Dũng. Thì không hiểu sao anh Quang Dũng lại rất là thích hai đứa em luôn, sống đôi với nhau. Và có một cái sự kiện là em ra Bắc tham gia một cái show chung với anh Long, anh Dũng. Thì ra ngoài Bắc đi nghe anh Long, anh Dũng hát xong á, thì anh Long mới mời về Bắc Ninh là quê ảnh chơi. Nhưng mà em nói chị nghe, trong cái chuyến đi đó thì em là cái người ngây thơ nhất. Tức là em chỉ mang cái tâm lý là đi chơi, đi ăn thôi. Nhưng mà những người còn lại là có mục đích hết. Những người còn lại là có mục đích. Má em đi là muốn biết cơ nhà anh Long ở ngoài Bắc như nào. Này nọ, tức là muốn đi. Thế vậy thì nhà bên đó có mục đích không? Có mục đích luôn. Tức là trong chuyến đi đó em là con người ngây thơ nhất. Còn ba má anh Long á là muốn là biết gia đình em. Và gia đình em muốn biết gia đình anh Long. Sau đó thì về nhà anh Long thì anh Dũng á, anh có nói là anh thấy hai đứa hợp, rồi hai đứa coi được thì quen nhau. Anh Dũng về nhà tụi em chơi. Dạ đúng rồi, anh Dũng về chơi, anh Dũng có nói như vậy. Xong rồi nghe anh Dũng nói đó khoái lắm chị. Xong rồi còn em thì kiểu như là em đưa luôn lúc đó là không. Thật ra nếu mà nói thật là trong lòng cũng có một chút. Sau cuộc thi tụi em mới quen nhau. Sau cuộc thi là bắt đầu là đi cái show của anh Dũng. Dạ đúng rồi. Sau cái chuyến đi đó về thì bắt đầu đi Đà Lạt. Đúng rồi, chính xác. Đi Đà Lạt thì bốn người. Thật ra cái chuyến Đà Lạt này em không phải là người đề xướng, mà là có một cái cặp kia mới yêu nhau, là bạn chung quen với Long. Thì muốn là đi chơi chung với nhau, thì muốn có em với Long để nó đỡ ngại cái không khí á. Yeah. Thì thôi đi. Thì đi lên trên đó thì có một cái sự kiện xảy ra là đi vườn Cẩm Tú Cầu chụp hình. Thì em mới là vô tình làm rớt cái nhẫn này nè. Dạ, tiền tỷ đó chị, mười mấy tỷ đó, nói chung là mọi người nhìn kỹ nha, mười mấy tỷ nha mọi người. Thì em làm rớt ở trong vườn Cẩm Tú Cầu. Cái bông nó không biết tại sao mà em tự nhiên ngồi giải nó vô cái hội chứng giải hay sao. Ngồi vậy nè, trời ngứa quá. Tháo ra. Xong rồi tháo ra, để lên nè, đây nè, để trên đùi vậy nè. Xong cái lúc đó cái ông mà giữ vườn, ông cứ hối em đi ra để cho ông đóng cửa. Tại lúc đó cũng gần 5 giờ chiều. Xong cứ hối, bối rối trong cái lúc mà ông hối quá rồi cứ quên mất cái dù cái nhẫn là chưa đeo lại. Xong rồi em về cái sạn ngủ. Tới 3 giờ sáng em mới chụp nhớ, ồ hình như cái tay mình nó hơi thiếu thiếu cái gì á nha. Xong rồi mặt mày xanh lét luôn. Xong gọi Long.
Long ơi chết rồi, em mất cái nhẫn. Xong rồi Long cũng đích gọi ổng, cũng hy vọng ổng sẽ đi đi kiếm với em. Tại vì ngoài Long ra thì cái cặp kia người ta đang yêu nhau, cho lẽ giờ dựng đầu người ta dậy đi dự kiếm với mình. Không có chờ được cái khoảng 6-7 giờ sáng giờ người thường ta làm việc có ý định gì không á thiệt chú. Chưa lúc đó thật ra là nó cứ lơ lửng, em cũng không biết là em thức hay không. Xong rồi cái em mới nói Long ơi bây giờ sao ông Long nói mở lại cái tấm hình coi. Em coi lại cái tấm hình lúc chụp buổi chiều là còn. Lúc mà cái tấm hình em chụp ở đó là vẫn còn đeo cái nhẫn. Vậy là chỉ có mất cái lúc mà đi về thôi. Thì về đây mới mất. Vậy là em mới nói với anh Long bây giờ sao đây, bỏ nha chứ bây giờ lên người ta đã lấy rồi. Thì anh Long mới nói bây giờ bắt cái xe lên đó. Đâu kiếm có đường đâu ha. Trung xa. Tâm Đà Lạt mà lên đúng đó rồi, là xa lắm. Mà tiền xe đi em còn nhớ là khoảng hình như gần 500 ngàn. Nhưng mà vì cái nhẫn 10 mấy tỷ lận. Bây giờ em nói anh Long có hai trường hợp. Một là lên kiếm được cái nhẫn thì trừ ra tiền xe thì mình còn dư khoảng 14 tỷ mấy trăm triệu. Còn bây giờ trong trường hợp thứ hai là không có thì mất luôn 500 ngàn tiền xe. Mà em có cứ tính em thích tiền, hiểu không? Em nói thôi em bỏ tại vì mất chắc rồi. Anh Long mới nói bây giờ mày đi đi. Nếu như mày mất cái nhẫn mày tao. Tại vì lúc đó là anh em với nhau thì mày tao. Mày đi đi, nếu như mà 500 ngàn tiền xe đó mà mày không kiếm được anh trả luôn. Người ta nói như vậy thì còn gì chị không sống ta nữa. Đi. Ấn tượng về trai Bắc là thay đổi chắc lòng. Đúng rồi, đúng rồi, lúc đó là thấy hào hiền. Ga lăng chị, ga lăng. Rồi, đúng rồi, được cái nết đó là rất là ga lăng với phụ nữ. Thôi đi cô ơi. Tôi chốt lại là chắc chắn đây là một bài toán thử. Cô thử coi ảnh sẽ thử xử sự như thế nào. Nhưng mà em đâu có thử tới 10 mấy tỷ đâu kìa. Xong rồi em đi tới đó, rồi anh Long nhào vô cái vườn thì nó khóa cửa rồi. Lúc đó 4 giờ rưỡi sáng rồi nó mất khoảng gần tiếng. Xong ảnh nói thôi bây giờ anh leo vô đi. Anh leo vô anh kiếm. Cái ổng cũng leo vô. Xong ổng leo vô, vô tình cái nhẫn của em á rồi chung với cái đèn mà chiếu cổng nước cầu á. Hai cái đó nó chiếu lên. Xong cái ổng kiếm được. Trời ơi mừng hết lớn luôn. Xong tới lúc mà kiếm được cái nhẫn, nhưng mà lúc về khách sạn em vẫn không trả tiền xe. Tại vì là bây giờ kiếm được cái nhẫn 10 mấy tỷ nhưng mà em chưa có bán được 10 mấy tỷ đó thì tiền nào em bán được cái nhẫn anh Linh trả tiền xe. Nhưng mà quan trọng á là trên chuyến xe đi về cái em ngã đầu vô. Đúng. Tại vì em trời ơi sao chuyện nó đúng tâm lý. Tới cái lúc rõ tình là lúc nào ta? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt đó. À đi lên cầu ảnh sao? Đúng rồi, thì khi mà đi lên cầu ảnh sao quận 7, anh nói là anh với em biết nhau mà ổng thì có một cái tính em rất ghét, đến bây giờ em vẫn ghét, đó là rất sến và rất là chính kịch. Nói chung là nếu mà trong một cái vở kịch là ổng là cái giai nam kép chính đó chị, là cái tuyến mà mở miệng ra là vô dây liền á. Vậy mà nãy anh nói mình cũng không có biết ngọt ngào, mình không có kinh nghiệm chuyện tình cảm nên mình nói đơn giản thôi à, nguyên văn. Nhưng mà nó sến chị, hiểu không? Cái cách dùng từ của ổng rất là sến. Em ơi bình thường mày tao á, xong cái tự nhiên chuyển qua cái hệ anh em á, mỗi lần mà kiểu em ơi là em nghe em nói vô giọng nó vô ba lê tông với chị, cái giọng nam mà chồng á. Em ơi anh với em biết nhau cũng một thời gian rồi, ba má anh cũng rất là thích em, ba má em cũng rất là thích anh, rồi em thì cũng chưa có người yêu, anh thì cũng vậy. Và tuổi anh tụi em rất là hợp. Ba má anh nói là anh phải quen một cô nào tuổi heo cơ. Thì vô tình em cũng là tuổi heo. Trời, thiên thời địa lợi nhân hòa thì tụi mình yêu nhau đi. Chắc nắm tay là phải nắm liền rồi đúng không? Đúng rồi, nắm liền cái bữa đó luôn rồi. Hôn liền cái bữa đó luôn á. Hôn ngay lập tức luôn. Em bị hai đứa quyền nhỉ? Má em á, với ba em thì rất là thích anh Long, muốn em là quen anh Long. Nhưng mà em thì có nói ba má là em không có thích. Nhưng mà có một hôm ba em và má em hẹn em với Long đi uống nước riêng như vậy nè. Tại vì ba em không biết được cái mối quan hệ của em và anh Long như nào để ba em đón nhận anh Long. Của em quen sợ đó. Nhưng mà em không có muốn ba má em biết tại vì quê. Tại vì ngày lúc đầu ba má em cũng muốn em quen Long. Em nói là em không thích, mình cũng sĩ diện, hiểu không? Mình nói mình thích thì giờ mình quen. Mình đang nói hai lời. Rồi xong rồi cái ba em hẹn uống nước. Ba em nói là bây giờ con và Long là như thế nào. Nếu mà con nói con không quen Long thì ba sẽ xem Long như một người bạn của con. Thì hai đứa không được quá thân thiết thì lúc đó ba sẽ xem cái mối quan hệ này là bạn bè. Còn nếu mà con với Long yêu nhau thì ba sẽ xem Long như là người trong nhà. Lúc đó thì là khác. Em vẫn cứng miệng em nói ba không có quen nha, bạn thôi nha, này nọ. Xong ba nói ok, nếu mà con nói vậy thì ba ghi nhận. Không ngờ con gái nó xạo leo lẻo. Thì em nói vậy thì ba má em ok ghi nhận. Nhưng mà cứ một tuần sau thấy tụi em cứ đi chơi nắm tay. Chịu không nổi, phải thể hiện thôi hả? Rồi là xong tự hiểu luôn, xong không ai nói gì với ai. Xong là tự mặc định automatic là đang yêu nhau. Và ba em với má em tự alo ra ngoài Bắc, kết thúc với ba má em lâu, vô đây hẹn gặp nhau đi chơi, đi ăn, đi uống. Là từ đó hai gia đình bắt đầu thân thiết. Ôi mà ba mẹ em với ba mẹ anh Long cũng rất là dễ thương. Tự nhiên thân kinh khủng, tự động luôn. Thật ra cái mối quan hệ này tụi em được tiến triển nhanh, tức là trong 2 năm thôi, nhưng mà tụi em lại sắp cưới. Là nhờ ba má hai bên rất là nhiều.
và má ủng hộ cái mối quan hệ này nhiều, cho nên là tụi em cũng tiến triển rất là nhanh. Em có nghĩ là anh ấy mong muốn là trong tương lai sẽ quay trở lại Bắc không? Em có nói với Long là nếu mà được á thì anh đi đâu anh đi đó, nhưng nếu mà cho em được lựa chọn thì em muốn anh ở Sài Gòn với em hơn. Em cũng biết là anh xa gia đình thì nó rất là khó khăn, nhưng mà vì em cũng không muốn xa gia đình em thì em hơi ích kỷ khoảng này. Thì ảnh có nói với ba mẹ là giờ con yêu Nga rồi, con cũng muốn định cư Sài Gòn. Tại vì ngày xưa lúc ảnh vào Sài Gòn, ảnh hứa với má ảnh là ảnh chỉ vào 2 năm thôi, ảnh muốn thay đổi môi trường, sau đó ảnh sẽ về Hà Nội làm như cũ. Nhưng mà bây giờ bị vỡ cái lời hứa, cho nên là má ảnh cũng khóc rất là nhiều để xa con. Nhưng mà bây giờ má ảnh rất là vui vì quen em, cho nên là gia đình rất là welcome, ảnh ơi là đồng ý ở Sài Gòn và mua nhà cho ảnh ở Sài Gòn. Và cuối cùng chiều hết mức cho cô này, còn cô này thì tự tin hết mức luôn. Nếu như mà mình là cửa trên thì cái gì mình cũng dám nói với người yêu của mình đúng không? Nhưng mà thật sự thì có điều gì đó mà em nghĩ là nó cũng chất chứa trong lòng em mà xưa giờ em quyết định chưa nói không? Ừ, có. Em có những lần em đã từng khóc trong cái mối quan hệ này. Tại vì em là một người không biết có mạnh mẽ không, nhưng mà em rất là ghét để cho anh Long phải biết là em khóc. Tại vì nếu vậy thì em sẽ bị cái số má của em nó sẽ bị giảm xuống rất là nhiều, cho nên là em không có muốn. Nhưng mà có một lần anh Long quen em rồi, nhưng sau đó anh Long có một cái show Hà Nội, anh Long rất hay đi Hà Nội để chạy show. Thì em biết là ảnh có hẹn người yêu cũ. Thật ra cái hẹn đó là ảnh nói trong cái tin nhắn là muốn gặp để nói chuyện và sau này không gặp nữa. Nhưng mà đàn ông mà nói vậy chắc gì cũng gặp nữa đúng không chị? Thì em rất là quan ngại về cái chuyện đó thôi. Cái lần đó làm cho em đúng rồi. Nếu mà vậy thì cứ nói là anh kỳ này anh ra ngoài Bắc anh sẽ gặp người đó đó, anh sẽ nói chuyện. Đúng rồi, thà cứ nói tới em đi thì em sẽ chửi thôi chứ em có làm gì đâu. Em sẽ cùng lắm em sẽ lồng lộn em chửi thôi. Nhưng mà cũng lại là luật tin nhắn. Luật tin nhắn cái phát hiện ra. Ok, thôi nói tới đây bây giờ hiểu rồi. Dạ, thì đó, nói chung là quan ngại về cái vấn đề tình cảm thôi. Nhưng mà chị nghĩ không hẳn là có cái gì đó muốn giấu đâu, mà chỉ là người này không thích phơi bày cái chuyện quá khứ, chuyện cũ của mình ra mà thôi. Và riêng với em là người con gái trong hiện tại và trong tương lai của ảnh, nên ảnh cũng muốn chắt lọc những cái để mà ảnh không muốn nói cho em biết. Dạ. Nhưng mà vô tình lại làm cho em cảm thấy bất an hơn. Ừ, đúng rồi. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta di chuyển để có thể được gặp được nhau. Dạ. Ba mặt một lời để tôi ngồi chứng kiến tâm nguyện của em cũng như là của phía nhà trai nói ra hết, giải quyết hết để tiến tới một tương lai tốt đẹp. Ok. Được không? Chơi. Thấy ai kia hơn? Anh đó là ai chị? Mình ơi, quen mày quen rồi. Dạ, ngồi gần giữ cái ghế cũng dài mà. Nói giỡn thôi. Gần đi. Bây giờ thì đầy đủ rồi ha. Thì lúc nãy những gì mà em tâm sự với chị á, Long có nghe? Ôi sao chị nói là chỉ có em với chị thôi? Em mới xạo quá. Em mới tin chị nói xạo. Đâu có nghe trực tiếp. Anh có nghe rồi. Anh nghe hết rồi. Anh thấy em nói đúng không? Đúng tính của anh không? Là chính kịch đúng không? Đồng ý không? Về cái phần chính kịch em nghĩ là cái này từ từ thời gian sẽ thay đổi. Nghĩ ở gần Nga có thể là em sẽ ảnh hưởng của Nga cái tính vui vẻ hoạt bát hơn. Cái đó không phải cái chính là cái vụ người yêu cũ. Anh xin phép để lát nữa anh nói sau. Rồi ok, đồng ý. Nói về những cái khó khăn đi, chị nhớ là Long có kêu là thật sự cái mà Long buồn nhất là cũng là việc xa gia đình. Vậy giờ hai bạn giải quyết nhau. Thật ra thì nãy em cũng có chia sẻ với chị là anh Long cũng hy sinh rất là nhiều cho em. Thứ nhất là về cái khoảng cách, là anh đã hy sinh rất là nhiều, anh xa gia đình. Em biết là nhiều khi anh nhớ nhà lắm. Và kể cả Tết nữa, anh cũng chia sẻ một nửa cái Tết ở miền Nam với em và một nửa Tết anh mới về nhà. Thì cái điều này em ghi nhận. Dữ dội không? Anh cũng muốn là sau này hai bên gia đình có điều kiện về kinh tế để đi lại gặp nhau nhiều là hơn, thì để cho cái khoảng cách về địa lý trong tâm trí nó sẽ ngắn lại và không còn cái khoảng cách phải chia san sẻ về Tết nữa, mà hai cái Tết như của hai gia đình như là một.
Dễ thương quá. Rồi chị nghe nói là cũng có cái khó khăn là học đạo nữa hả? Dạ, tại vì anh Long là có đạo. Thì ra lúc đầu em cũng có nói với anh Long mà em không có học thích học. Tại vì em cũng không có rành á, với lại mình cũng chưa hình dung ra được như nào. Nhưng mà ba má anh Long cũng có nói với em là nó cũng rất là tốt cho em với anh Long. Và sau này khi tụi em đám cưới ở một cái lễ đường thì nó sẽ rất là thiêng liêng hai đứa. Cho nên là sắp tới thì các em nha, anh học đạo nha. Đám cưới trong nhà thờ là hạnh phúc nhất á. Tại vì điều gì mà Chúa đã trói buộc thì con người không thể thiêng liêng. Là em cũng sẽ không bao giờ phải lo về cái khoản mà em hay lo nữa. Bởi vì nếu mà anh ấy là người sùng đạo, gia đình có gốc như vậy mà đã dẫn em vô lễ đường thì là mình phải có trách nhiệm đúng không? Cái điều này thì bây giờ em nói ra thì Nga có thể chưa cảm nhận được hết. Hy vọng lúc đó là Nga sẽ hiểu hết. Cái lúc mà đám cưới hả? Cái lúc đúng rồi, trên nhà thờ. Là hứa với Nga là lúc đó là sẽ có cảm xúc đặc biệt lắm đúng không? Dự tính trong tương lai sao nè? Tụi em thì dự tính là cuối năm nay thì cưới. Còn có con ấy, dự định có con thì bọn em muốn ổn định một chút về kinh tế. Một chút thôi. Thì sẽ có kế hoạch sinh con. Chị thấy hai em thật sự rất là dễ thương rồi. Gọi là có lời khuyên thì chị cũng thấy không cần thiết đâu. Nhưng mà đúng là cái cách nói chuyện á, nó nghe có vẻ hơi sẵn sẵn. Nhưng mà đó là cái cách bình thường vậy. Thì bây giờ mình tập. Trời, nói chuyện với bồ là chị mà nghe lại chị hết con hồn luôn. Đó, đó, tao chỉ làm lại nếu như em là bồ chị nha. Anh đừng có như vậy. Là lúc nào nói cũng phải có chữ ngữ, phải với mấy cái câu vuốt đuôi. Dạ. Đừng vậy á. Đãi đãi cái dịu dịu xíu là con trai ta thích liền. Dạ. Rồi còn bên này thì thôi, sẽ tạo dựng niềm tin cho nhau mỗi ngày. Để... đừng có những cái buổi hẹn mà cổ không biết nữa à. Đúng không? Thật ra thì cái điều đấy nó sao ta? Em cũng không muốn khơi lại những chuyện cũ. Nói chung là bây giờ mình yêu nhau thì mình xác định mình tin tưởng nhau là chính. Và hướng tới cái tương lai tốt đẹp. Bởi vì là em với Nga thì gắn bó với nhau trong những thời gian gọi là sát cánh với nhau gần như là 24/24. Thì cái điều này em cũng chẳng phải muốn giải thích gì, nhưng mà muốn khi đang yêu nhau không muốn nghĩ một cái gợn gì thì nó không tốt để đến tình yêu hai đứa cho nó đẹp. Vậy thì đừng gặp người cũ. Không, bây giờ thì không có. Như nãy giờ bà Trinh là cái người bà gợn nhất đó anh. Rồi chị Miko. Ủa em đâu vậy? À, tối nay em có một mini show nhỏ nhỏ acoustic ở phòng trà này. Ủa sao tình nghe nhạc? Sao tình cờ vậy? Lâu lắm em chưa gặp chị á. Rồi chị quay du lịch đúng không? Du lịch đúng rồi. Chị quen chị đẹp trai quá. Ủa vô hồi nào vậy hai đứa? Nãy giờ không biết luôn á. Tối nay thì em có mini show ở đây. Bây giờ thì em đến để ghép với ban nhạc, nhưng mà tại ban nhạc chưa đến. Và hay là sao? Em thấy cặp đôi đẹp đôi quá. Nãy giờ có nghe lén không vậy? Có. Em nghe nãy giờ rất là chăm chú. À rồi. Và không biết là anh chị có thể để em dành tặng cho anh chị một bài hát không? Được, tặng cho anh okay, chị đó chị ha. Không. Ok, trời. Đây là một bài hát mà em đã tự sáng tác. Nó có tên là Mai, tức là của tôi. Thì em mong là bản tình ca này sẽ giúp cho anh chị yêu thương nhau nhiều hơn. Chẳng có một ai biết được tình yêu thế nào, chẳng có một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ cần mong đến từng phút bên nhau. Chẳng có một ai không muốn tình yêu dịu êm. Chẳng có ai không biết tình là những yêu mềm, mà sao vẫn bất chợt để đến bên nhau. Có chăng là vì khi yêu lòng lại không nghĩ suy. Hey yeah. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, gần mãi chẳng rời xa. Dù là ngàn bão tố phong ba, baby you are mine. Oh oh. Dù trái tim này đã trao em từ giây phút mình trông thấy nhau, baby you are mine.
Con ba đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đó yêu thương cùng nhau. Trăng lên vừa nãy là bài hát Thay Lời Muốn Nói của anh muốn gửi tặng đến em, và anh muốn nói với em một điều là kể từ ngày hôm nay anh sẽ không muốn em phải suy nghĩ về bất kỳ những điều gì từ quá khứ, và trong tương lai anh cũng không muốn là mình phải suốt ngày đưa đón em rồi xong lại về nhà một mình, về nhà nằm một mình trằn trọc lại phải nhớ em và tối về nằm ngủ một mình mãi như thế cảm thấy nó buồn. Và đây là một cái món quà anh muốn dành tặng em, và hãy làm vợ anh nhé. Wow. Giờ cái này không biết rồi chị. Đâu, gì đâu. Đẹp quá à. Ghen tị quá à. Tí, sao không quỳ? Sợ run quá. Tay không cầm cầm như này chứ. Cảm xúc của nhân vật nữ chính thì sao đè? Em bất ngờ lắm, tại vì bé nói là bé chưa có tập cái ban nhạc và tự nhiên lâu không hát. Em cũng bất ngờ mà cái bài này như vậy em cũng rất là hay nghe. Tại vì em trong mấy câu bài hát đó nó câu là đừng xa anh cần em lắm. Không hát thì em mà bất ngờ thôi. Là có cái sự cầu hôn. Tại vì nhà em hay chắc lo em nói là sao anh yêu em mà anh nói anh cưới em mà anh cũng cầu hôn em bao giờ cho á. Và ngày em nghe ba anh nói với ba em không hồi trước á. Này thật ra đây là cái món quà mà em đã dành dụm cũng khá lâu. Cái phần quỹ đen này, kinh tế này em cũng giấu Nga, nên là quỹ đen cái tiền mà tại sao không tặng quà gì Nga thì bây giờ em cũng muốn tiết lộ là em dành dụm cũng khá lâu rồi để mua cái chiếc nhẫn này, cái ngày trọng đại nhất trong cuộc đời. Trời ơi, đây này đúng quá là tuyệt vời. Đây phải giữ nha em, phải giữ chặt nha, thả ra là tiêu đó. Rồi bây giờ thì hôn đi, hôn đi. Rồi,
nay thì cảm ơn T-Ox nha, đã giúp hai nhân vật chính trong màn cầu hôn này bắt tay. Dạ. Cảm ơn T-Ox nhiều. Chúc anh chị hạnh phúc ạ. Tiếp theo là cảm ơn hai em. Năng lượng tình yêu tích cực của hai em sẽ làm cho các khán giả của chương trình Cưới Đi Trà Chi hạnh phúc. Hai em cũng phải hạnh phúc như vậy dài lâu nhé. Cảm ơn chị. Dạ.